Phải nói là màn hình nó trong vắt luôn các bạn ạ. Kinh khủng thật, dã man. Đây. Này giới thiệu các bạn cái con hàng này của Blizzard World này, xịn lắm này các bạn này. Đấy, đây nó là các con màn hình các bạn nhá, màn hình di động đấy của Blizzard World. Thì trước kia cái con màn hình di động của Blizzard World mình đã review một lần rồi, nhưng mà nó là cái phiên bản 13 inch thì nó hơi nhỏ các bạn ạ. Thì đây mình review cho các bạn xem cái phiên bản 16 inch Full HD. Đấy, thì nó sẽ to hơn khá là nhiều. 16 inch là nó to ngang với lại các cái mẫu laptop bây giờ đấy các bạn. Nó to hơn một chút. Laptop bây giờ phổ thông là 15 inch. Và cái quan trọng nhất là giá của nó đang rẻ. Con này cái giá của nó là 4.2 triệu, nó đang giảm giá còn có 3 triệu các bạn ạ. Đấy. Mua trên Banggood các bạn nhá. Thì liên kết các thứ mình sẽ để trong phần mô tả, anh em nào muốn mua có thể là truy cập vào đó để mua. 3 triệu. Đây, nó đây này. Đầu tiên là được tặng một cái túi vải mềm. Khá là mềm luôn các bạn nhá. Túi này chú chống sốc. Anh em nữa, kể ra cái này mình đựng làm cái túi đựng cho cái con Surface Pro 8 của mình được. Ngon lành luôn các bạn nhá. Đấy. Đây là nó đây này. Mà các bạn xem cái màn hình này các bạn sẽ thấy bất ngờ luôn các bạn nhá. Này, đó, đây là nó đây các bạn nha. Các bạn thấy chưa, nó mỏng mỏng thực sự luôn. Rất mỏng luôn. Đấy. Đây này. Cái chỗ này có một cái chỗ người ta dán vào đây, không phải là lỗi được con nhá. Đấy. Rất mỏng và đẹp luôn. Cái màu đen nó sâu đến nỗi mà cái điện thoại nó out nét luôn, nó không focus được luôn các bạn này. Đấy, Blizzard World. À, cái phiên bản này nó có hỗ trợ luôn một cái chân đế luôn đấy. Cái chân đế nó rất giống trên cái con Surface luôn các bạn. Đó. Nó có thể mở được đa hướng khác nhau. Như thế này, để đứng như thế này. Tiện. Như này thì quá tiện luôn các bạn ạ. Cái phần dày nhất của nó thì nó cũng chỉ dày ngang với một cái con điện thoại thôi các bạn ạ. Như ví dụ như con Samsung S21 Plus của mình các bạn này. Mình sẽ bỏ ốp ra cho nó rõ. Đấy. Đây này. Cái phần dày nhất thì nó cũng chỉ dày hơn cái con điện thoại khi mà bỏ ốp vào một tí thôi. Dày gấp rưỡi. Còn cái phần mỏng nhất của nó còn mỏng hơn cơ các bạn ạ. Đây này. Các bạn thấy chưa? Nó mỏng thực sự luôn đấy các bạn. Và cái màn hình này nó sẽ là độ phân giải Full HD. Full HD tấm nền IPS. Đó. Ok, rất là mỏng và nhẹ luôn. Trên con này nó sẽ hỗ trợ hai cổng Type-C. Một cổng USB. Cái USB này không phải là dùng để truyền tín hiệu hình ảnh nhá, mà nó sẽ dùng để lấy cái data trong cái USB của chúng ta để phát trực tiếp luôn ở trên này. Một cổng tai nghe này. À, cái phiên bản này ở đây thì người ta đã cắt giảm đi cái loa rồi. Cắt đi hai cái loa để cho nó mỏng hơn. Trước kia cái phiên bản 13 inch mình mua là nó có cái loa cơ. Đó. Một cổng tai nghe này. Một cổng cấp nguồn cho nó này, một cổng Type-C truyền hình ảnh này và một cổng HDMI. Vỏ thì bằng nhôm. Ngon. Quá ngon luôn các bạn ạ. Đó. Đây là mình màn hình di động thì tuyệt vời luôn bởi vì nó mỏng nhẹ. Sở dĩ tại sao mình mua cái màn hình di động này bởi vì là mình thấy cái việc mà sử dụng một cái màn hình rời để phát trình chiếu, ví dụ như là demo một cái tính năng nào đó, giả sử như tính năng phóng hình ảnh từ con điện thoại này ra màn hình này, mà mình cần phải vác một cái đây để mình lấy cụ thể cho các bạn xem. Giả sử mình muốn demo cho các bạn xem cái cục phát wifi HTC 5G các bạn này. Nó này. Cục cái lô 20 cái vừa rồi của mình bán hết rồi các bạn nhá. Nó chỉ còn một cái này đó, hôm mình kiểm tra nó bị thiếu mất một cái khay sim. Và mình chưa bán được, rồi mình đang nhập cái lô mới về để lấy thêm cái khay sim, yêu cầu bên nhà máy người ta cung cấp cái khay sim này. 20 cái mọi người cứ chê bán chậm nhá, chê ế hàng nhưng mà bán hết rồi các bạn. Mình nhập 20 cái mình nhập ở đâu? 25 cái thì mình bán hết 24 cái rồi các bạn. Không phải 20 cái, 20 cái là lô đầu tiên. Còn một cái này thôi. Đấy. Thì ví dụ như là để mình muốn show cho các bạn xem cái tính năng là phóng cái hình ảnh từ cái bên ấy ra cái cổng Type-C này để xuất ra màn hình lớn ấy, thì mình không muốn vác một cái màn hình to phạc ra nữa, thì mình dùng cái màn hình di động nó cắm vào luôn. Nó nhận tín hiệu luôn. Đấy. Thì là có thể show cho anh em xem luôn. Đấy là cái ưu điểm của nó nhá. Cái thứ hai nữa là ví dụ như mình đang dùng một cái mini PC á. Mình mini PC nó không có màn hình mà. Thì mình muốn kết nối ra màn hình và mình muốn sử dụng luôn ở trên cái bàn này ấy, thì mình cần một cái màn hình di động.
Ở đây thì nó sẽ gửi cho mình một cái củ sạc. Củ sạc này y như ở cái phiên bản 13 inch luôn các bạn ạ. Y như vậy luôn. 5V 3A. Chỉ có điều là cái cục này thì nó sẽ chuẩn chân cắm của người Việt Nam luôn. Tức là cái hàng này là hàng được phân phối chính thức ở Việt Nam luôn. Cái chuẩn chân cắm này là của Việt Nam này. Còn cái chuẩn trước đây ấy, phiên bản 13 inch thì nó chuẩn chân cắm mà nó hai đường dẹt ấy, là nó của Trung Quốc, chân cắm Trung Quốc. Đấy. Nó sẽ có một cái dây HDMI với là một cái dây Type C có thể truyền hình ảnh. Hai dây Type C, một dây là để cấp nguồn. Dây cấp nguồn và một dây để truyền hình ảnh, đó là dây dây này nó sẽ hỗ trợ là Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 của Blitzcrank luôn. Ngon lành luôn các bạn nhé. Đấy. Ok. Sơ qua một chút về cái màn hình siêu mỏng cánh này của Blitzcrank thì anh em có thể nhìn là nó sẽ là một cái màn hình có cái kích thước không phải màn IPS các bạn nhé. Cái này nó là màn TFT. Đấy, TFT thì nó sẽ cho ra một cái góc nhìn nó không được rộng như thằng IPS. Nhưng mà bù lại cái con này màu sắc của nó rất là tươi. Đấy. Độ phân giải là 1920x1200, tức là độ phân giải Full HD Plus. 1920x1080. Độ phân giải Full HD Plus và full nhôm, body full nhôm các bạn nhá. Một số cái màn hình di động ở trên thị trường nó rẻ, nhưng mà đó là màn hình vỏ nhựa. Chứ con này là full nhôm, tất cả đều bằng nhôm. Đấy. Mà mình cũng không biết là tháo nó ra bằng cái đường nào nữa các bạn. À đây, khả năng tháo phải tháo bằng trước các bạn ạ. Nhưng thực ra bên trong cái màn hình nó cũng chẳng có cái gì đâu các bạn ạ. Cái màu đen này là đây, nó là màn hình chống chói và nó màu đen của nó rất sâu. Màu đen rất sâu nên là cái đây mình để như này là cái điện thoại nó sẽ bị ao nét. Mặc dù đây là mình sử dụng một cái điện thoại nó tân tiến bậc nhất thế giới bây giờ rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn ao nét. Ok, độ phân giải như vậy là tần số quét 60Hz thôi các bạn nha. Màn hình này không phải là dùng để chơi game. Được chưa? Rồi. Xem một số cái thông số chi tiết thêm của nó nữa. Thì là nó sẽ đây này. À đấy, trước đây mình dùng cái phiên bản PCM2 các bạn này. Bây giờ nó là PCM xem nào. Mình cũng không nhớ là PCM mấy, nhưng mà là đây, mình dùng phiên bản PCM9 các bạn ạ. Đấy. Trước đây là PCM2. Bây giờ là PCM9. Đó, thì các thông số nó so sánh như này. Chắc cái này là dùng rồi, cái quyển hướng dẫn sử dụng là dùng chung cho tất cả các phiên bản luôn các bạn ạ. Đấy. PCM5 thì nó lại là 4K. Cái bên Blitzcrank này người ta đặt cái mã nó rất là vớ vẩn nhá. Ví dụ máy chiếu Blitzcrank V5 thì nó lại không tốt, xong đến V7 nó lại là hàng cực kỳ cao. Xong đến V9 nó lại là hàng vớ vẩn. Đấy, cái kiểu vậy. Rất là buồn cười luôn. Ok, đấy không linh tin liên thương nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm cái này vào một thiết bị nào đó nhá. Để thử cái tính năng của em nó các bạn nhá. Đấy. Dựng nó lên như thế này. Rồi, quá tiện luôn. Cái này các bạn ơi. Đấy. Nó có hai cổng Type C các bạn nhá. Thì các bạn chú ý là cái cổng mà nó có hình cái tu pin này là chúng ta để cấp nguồn các bạn nhá. Tức là cổng Type C trên là cấp nguồn. Thì mình sẽ có ở đây là cái sạc dự phòng của Pisen. Đấy, nó có sẵn dây luôn nên nó cũng tiện. Cắm luôn các bạn nhá. Cái này dùng sạc dự phòng vô tư các bạn nhá. Ấy, lên luôn này các bạn này. Ngon chưa? Và cái màn hình của nó gác rất là sáng các bạn nhá. Ui, nó sáng thực sự luôn này, nó không có tín hiệu này. Đấy. Cắm cổng Type C để lấy tín hiệu các bạn. Type C dưới lấy tín hiệu nó cắm vào đây. Đấy. Ôi trời, ui giời ơi. Ui ôi, nó nét thực sự luôn các bạn ạ. Dã man. Và các bạn chú ý là nó scale theo cái tỷ lệ các bạn nhé. Nó scale theo cái nôn nét dã man luôn các bạn ạ. Đấy. Anh em thấy chưa? Và cái màn hình nó sáng, nó phải đó đó. À, đây là phát. Mình phát hiện là cái chỗ này nó có một điểm bị ấy nè các bạn ơi. Thì khả năng cái này do vận chuyển các bạn ơi. Đấy. Âm ảnh nha các bạn. Khả năng cái gì nó đè vào này. Nó hơi sáng một chút này. Đúng rồi các bạn ạ.
Và các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình nó nét thực sự luôn các bạn ạ. Nó nét mà nó sáng. Để mình sẽ tăng cái độ sáng của này lên cho các bạn xem. Và kết nối cái thằng HTC này vào Wi-Fi để trải nghiệm các cái tính năng của nó. Hiện tại là cái này, cái lô của mình nó đang thiếu mất khay SIM, nó không có SIM. Đấy. Thì mình sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi của bạn nhé. Ok, Wi-Fi nhà bác mình lên rồi này. Nó nét và nó sáng thực sự luôn các bạn ạ. Kinh khủng luôn. Để nó yêu cầu cập nhật này. Ok, nó có vào được YouTube chưa? Đấy, này nó yêu cầu cập nhật đến phiên bản mới nhất rồi. Đó. Cái máy này thì mình chưa có đăng nhập cái gì cả. Cũng thôi được rồi, không sao. Mình sẽ tải cái khác về. Ok. Đấy thì về cái con này đấy các bạn đây, thấy gọn gàng không? Mỗi cái dây với mỗi cái sạc dự phòng không. Và nó lên như này, phải nói cái màn hình nó nét thực sự luôn, không có một cái từ gì để mình diễn tả luôn đấy, màn TFT của nó đỉnh thật. Đây là volume của âm lượng này. Đấy. Độ sáng là xem là độ sáng maximum của nó nào. Ấy, các bạn thấy nó sáng chưa? Nó còn sáng được nữa cơ các bạn ạ. Đấy. Cái này là còn contract này, subnet này. Một số cái khác nữa. Ok. Port Type-C 2 các bạn nhé. Độ phân giải 19x10.60Hz. Ô, nhấn giữ nguồn đang tắt rồi. Bật lên lúc nào ta. Đúng là hàng của Blizzard World khác, nó khác hẳn luôn. Và trong cái quá trình mà xuất hình ảnh này thì nó sẽ sạc luôn cho thiết bị chúng ta. Nó lấy cái nguồn từ cái thằng này, nó truyền qua đây rồi nó sạc luôn vào cái máy này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đang báo sạc này. Ok, thì mình sẽ thử cắm vào cái Samsung DeX xem nào. Mình có khoái dùng cái thằng Samsung DeX ấy các bạn ạ. Đấy. Bởi thế. Cái này cắm vào bản virus ốp ra. À không cần. Đấy, đây nó sạc pin luôn này các bạn này. Và đồng thời là nó đã kết nối với màn hình ngoài. Nó ui lên Samsung DeX luôn này, cũng thằng Samsung làm cái này đỉnh thật. Đó. Sử dụng cái này như chuột đâu nhỉ. Đây này. Đấy. Các bạn nhìn này. Thằng Samsung nó làm cái trình Samsung DeX này. Và khi mà nó lên Samsung DeX ấy, thì nó sẽ full màn hình luôn. Đỉnh thật các bạn ạ. Mình khoái dùng Samsung DeX lắm. Này. Full màn hình luôn các bạn nhá. Và trong cái này thì chúng ta có thể duyệt web các thứ hoàn toàn bình thường. Và cái con này nó sẽ sử dụng mạng 4G. Như thế này thì xem đá bóng đá biếc thoải mái luôn các bạn nhá. Thì mình sẽ thử vào cái chỗ này này. Đấy. Đây mình đang xem cái thông tin của con AMD Ryzen mới nhất này các bạn này. Đấy. Dùng cái con điện thoại này làm chuột luôn. Mình rất là khoái dùng Samsung DeX các bạn nhá. Nhưng tuy nhiên không có màn hình rời. Ở đây có cái màn hình rời là ngon lành này. Đâu nhỉ. Quay lại này. Đó. Tìm kiếm này. Ví dụ như là tìm kiếm là kênh K này. Mình thích xem cái đâu nhỉ? Sao nó lại ra cái trình phát của điện thoại ta? Đây là con này nó không kết nối Wi-Fi nhá các bạn nhá, đang sử dụng mạng dữ liệu di động LTE nhá các bạn nhá. Đấy, và khi mà nó kết nối ra Samsung DeX này thì nó sẽ là cái giao diện của website máy tính luôn. Thử xem VTV6 coi. Chứ có vẻ như là à đây là ứng dụng Google nó khác rồi. Em vào mở Chrome. Đấy, Chrome thì nó ngon hơn. Đấy. Để sau này thì nó ra tất cả giao diện là của máy tính luôn. Có lẽ thì mình sẽ kết nối vào chuột cho nó nhanh còn nhá. Mình sẽ kết nối cái chuột vào đây bằng cái chức năng Bluetooth vào cái điện thoại các bạn nhá. Đấy. Ở trên điện thoại thì là đây là mình đang không bật Wi-Fi các bạn nhá. Hết lỗi hoàn toàn bằng cái nhấn giữ cái này để nó reset Bluetooth này. Nhấn giữ nó nha các bạn nha. Từ từ chờ tí.
Đây. Giò ở đâu nhỉ? À đây. Tại vì mình không dùng quen Android nên mình cũng chẳng biết đây là. Đây này, nó có con 9A950 này. Ghép đôi cái này, xong luôn. Thì nó sẽ gắp được cái con chuột vào đây. Và khi đó chúng ta sẽ sử dụng được chuột ở trên cái màn hình rời này luôn. Đấy. Mình mua cái con Samsung S21 Plus này này là để dùng cái tính năng Samsung Dex nha các bạn. Mình rất là thích Samsung Dex luôn. Đấy. Tiếp theo mình kết nối luôn cả cái bàn phím BlizzardWorld này vào nè. Mình là đây, chuyển sang BlizzardWorld này. Đấy. Thấy chưa? Lại vào đây xem có chưa. Giò này. Mình là kiểu là như nào để reset thằng phải reset cái Bluetooth của cái con này. Nhấn phím nào để reset này nhỉ? Quên nữa các bạn ạ, nhấn phím function cộng với 1 để reset thiết bị số 1. Đấy, nó phải nhấp nháy nhanh này thì nó sẽ vào chế độ kết nối. Thì bây giờ mở lên giò này. Cho nó giò đây. Nó sẽ ra cái BlizzardWorld này, các bạn nhìn thấy mình toàn dùng cái thiết bị của BlizzardWorld luôn. Đấy. Ok, nó kết nối rồi. Hai cái thiết bị Bluetooth kết nối là xong. Đóng tất cả này, tắt thằng này lại. Đấy. Bây giờ là dùng cái máy này là dùng Samsung Dex là ngon lành rồi này. Đấy, ngon chưa các bạn ơi? Ok. Ủa sao lại không có tiếng Việt ta? Đấy, anh thợ điện YouTube này này. Dùng hoàn toàn bằng mạng dữ liệu di động 4G luôn. Đây, đấy, video các thứ này. Xem ngon lành luôn các bạn nhá. Con này chỉ có mỗi tội là không có loa. Trước kia cái con PC mở mấy thì nó có loa. À nhưng mà cái này hình như là phát được bằng loa của điện thoại mà. Đúng rồi. À, nó phát luôn bằng loa bằng cái điện thoại này. Đấy. Ngon hành gỗ dùng phê ta đấy các bạn ạ. Thế nghĩ là mỗi người lên mua một chiếc để mình tắt cái tiếng này nhá. Đây là bằng cái con này, nhưng mà được cái là thứ nhất là cái đế này có thể tháo ra. Chúng ta có đây để mình tắt vội cái tiếng đi các bạn nhá. Để cho nó nhỏ đi. Thiết nghĩ là mỗi người lên mua một cái con màn hình này và một chiếc SIM điện thoại Samsung về để trải nghiệm tính năng Samsung Dex. Rất là ok luôn các bạn nhá. Đấy. Ok. Rồi là ví dụ như mình vào Shopee này. Shopee à? Đó. Vào Shopee mua sắm này, nó sẽ dùng, nó sẽ như một cái ấy thông thường ấy. Phải vào mở trong thẻ mới thì nó sẽ ra giao diện desktop các bạn nhá. Đấy. Còn không thì nó sẽ ra cái giao diện của điện nó sẽ mở cái ứng dụng Shopee ở trên điện thoại lên. Thấy chưa? Cái này nó không lên cái trang cho máy tính nha. À cái này nó không hỗ trợ website cho máy tính. Còn tất cả ở trên cái mạng Google này thì mặc định là nó sẽ vào cái trang cho máy tính các bạn nha. Ví dụ như là mình đọc báo này thì nó sẽ ra cái trình của máy tính. Đấy. Ok, vào Google này. Đây là cài đặt cái website cái. Cái đâu nhỉ? Cài đặt trang web này. Trang web dành cho máy tính là quên ấy. Phải mở lên. Đó thì nó sẽ ra website dành cho máy tính. Ví dụ mình xem bóng đá nhá. Mình sẽ tìm kênh K cộng này. Đấy. Nó sẽ ra các cái kênh. Ngày xưa bố mình hay xem ở truyền hình nào ấy. Tôi mở server 2 lên con này. Tức là xem lậu đấy các bạn, xem bóng đá lậu ấy. VTV3 này, ví dụ xem đài truyền hình là đấy. Nó sẽ ra các website của máy tính luôn. Rất ngon luôn nha các bạn nha. Nét lắm. Thằng bé này. Nhanh lên ha hồ. Úi giời, ngon lành luôn các bạn ạ. Đúng là Samsung có khác. Đấy. Thằng Samsung làm cái này đỉnh đấy các bạn ạ. Ok. Mẹ ơi, cái đổ này vô cho nó nóng ha. Đấy là các cái ứng dụng gọi là trình duyệt thôi. Ông Samsung làm quả này ác thật đấy. YouTube này, YouTube thì nó sẽ ra ví dụ như cái này có thể làm được đa nhiệm vụ luôn các bạn nhá.
đa cửa sổ đây. Mình đang dùng cái con Samsung S21 Plus thì cấu hình của nó cũng không được quá cao cho lắm. Nó đã là cấu hình của năm 2021 rồi. Đấy. Nhưng mà mình mua thôi. Mình làm máy phụ mình không cần nhiều ấy quá. Thử xem một cái video 4K coi nhá. Nhưng mà cái mạng Mobifone của mình thì không biết nó có kéo được video 4K tại đây không. Ở đây là mình đang dùng mạng Mobifone. Ra gì này? Peru 8K, mình rất thích cái video này luôn các bạn nhé. Cái video cái màu nó trong lắm. Mà một chút tiếng nha các bạn nhé. Màu nó trong vắt luôn các bạn ạ. Kinh thật. Cái màn TFT này thì mọi người bởi vì là chê bởi vì góc nhìn nó hơi kém một chút. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhưng mà ngồi này đây thì đọc nhìn chính diện thôi chứ cũng chẳng có nhìn chéo nhìn nghiêng làm gì cả. Đó, nó sẽ không ngon bằng IPS nhưng mà bù cả cái màu và cái tương phản ấy và các cái khác ấy thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy. Ngon lành luôn các bạn nhé. Nói gì thì nói thì nó vẫn đang ở cái ứng dụng là ở cái giao diện này thôi nhưng mà nó vẫn là Android thì nó không bằng thằng Win được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử cắm vào Win các bạn nhé. Trước khi cắm máy tính thì mình sẽ thử test xem cái mạng Mobifone ở chỗ này nó được bao nhiêu megabyte nhá. Mobifone này. Đấy. Nói chung không ổn lắm. Ôi giời. Kiểu gì này, hôm nay sao Mobifone nó khỏe này. Xã man thật đấy các bạn ạ. Chưa bao giờ thấy cái mạng Mobifone chỗ nào mà chỗ mình sao lại khỏe này. Thử đổi server các bạn nhé. Hay là tại trong nước nhỉ. Mình set server YouTube gần nhất của Việt Nam mình là Singapore nhé. Pacific Internet. Đổi server hay không. Lạ thật đấy. Ông Mobifone này khỏe thật. Ui giời. Cũng lên mấy chục mê luôn này các bạn này. Hay là cái ứng dụng này nó bị ảo nhỉ. Thử sau BTS ở trong web nhá, xem có đúng như vậy không nhá. Trên website thì là không có chuyện là sai lệch được rồi. Có thể là app nó ra nó gian lận thì có. Ôi giời, thứ đúng luôn các bạn. Ôi mạng Mobifone rồi này làm sao các bạn. Bình thường Mobifone phế vật lắm. Nay Mobifone nó còn khỏe hơn cả Viettel thì kinh khủng rồi. Hay là còn tốc độ cao nó vậy nhỉ? Tại vì mình dùng cái gói này là gói max băng thông mà. Max speed luôn ý. Đấy. Upload này. Cũng được 20 mấy mê này. Khỏe phết chứ chả đua. Hay. Đây là mình dùng ấy nhá các bạn nhá. Dùng điện thoại nhá. Đấy. Rút ra là nó mất này. Đấy chưa? Thì nó về giao diện chính là thông báo với các bạn là mình đang dùng mạng Mobifone nhá. Đấy. Mobifone. Ngon lành luôn. Đây ra quay nhá. Đây bây giờ mình sẽ thử cắm vào máy tính Windows qua. Mình sẽ rút cái rắc của cái màn hình cũ này ra, xong mình cắm vào cái HDMI ở bên này. Đấy. Như này. Cái điện thì mình vẫn đang cắm vào cái cục sạc dự phòng các bạn nhá. Ui giời ơi, ngon luôn các bạn ạ. Kinh khủng thật. Cái màn đúng là màn của cái con Blizzard này nó đẳng cấp thật các bạn ạ. Và nó sẽ lên luôn. Kính nó sáng mà nó đẹp lắm các bạn ạ. Nét căng. Mỗi tội là cái chỗ này nó cũng bị một tí ấy này. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem là cái display setting nó sẽ nhận luôn là 1920x1080 các bạn này. À 1200 này. Và cái tần số quét của nó sẽ là 60Hz các bạn nhá. Chỉ có 60Hz thôi. Cái màn này là mặt 60Hz. Đấy. Ok. Thì từ đây chúng ta có thể làm việc được với máy tính rồi. Nói chung là cái Samsung DeX vừa rồi nó cũng không thể bằng được cái thằng Windows này được. Nó chỉ nhái giao diện của Windows thôi. Nó không thể bằng Windows được, không bao giờ có thể bằng Windows được các bạn nhá. Đó. Nói chung là màn di động này thì anh em cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Đó. Cái màn này cái mục đích nó sinh ra để thay thế một cái màn hình cố định trong những cái trường hợp khẩn cấp. Đấy. Ok. Chứ không phải là sinh ra để chúng ta chơi game.
Còn cái màn này cái chiều rộng của nó là ngang với lại cái thằng đây màn hình nó hơi tối thì nhìn nó có vẻ nó xanh xanh nhưng thực ra nó không xanh đâu các bạn nhé. Đấy. Nó giống như một cái màn hình laptop mà nó chạy mini PC thì đúng bài luôn các bạn nhé. Mình đã có dự định là thay thế cái màn hình này thành cái màn hình để chúng ta để mình quản lý kênh nhé các bạn. Bởi vì cái màn hình 16 inch hiện tại là đủ to và mình sẽ chạy với một con mini PC của Intel để cho nó an toàn. Đấy. Ok, ngon lành luôn. Đó. Và ngày hôm nay mình đã cho các bạn xem cái con mini PC này rồi. Cái con này mình sẽ đặt liên kết ở trong phần mô tả các bạn nhá. Đây này, đơn mình mua đây này. Đấy. Đâu nhỉ, nó đâu nhỉ? Mình mua rất là nhiều luôn đây, nó là con PCM9. Mình mua rất là nhiều luôn. Đây này, giá của nó là 4.136.000 nhưng mà khi mà anh em mua hàng anh em nhập cái mã giảm giá mình để ở dưới phần này nó sẽ giảm còn 3 triệu các bạn nhé. Đấy. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại em trong những video tiếp theo. Đẳng cấp đấy các bạn, quá đẳng cấp luôn. Thông số chi tiết nào anh em xem ở trong cái phần trang mô tả này các bạn nhé. Ồ, chào anh em.